Xin chào tất cả quý chị khách hàng nha, lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý chị khách hàng ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Rồi thì hôm nay là bước sang tuần đầu tiên của tháng 11, tháng mới rồi anh chị. Nên video này Nam sẽ cập nhật lại giá tất cả các phiên bản và màu xe future có cửa hàng bên Nam, kèm theo đó là chương trình trả góp của dòng xe này luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm về cái dòng xe future LED 2024 á, thì tham khảo lại video này của Nam ha. Rồi thì đầu tiên Nam xin phép nhắc lại địa chỉ cửa hàng để cho anh chị tiện tham khảo hơn. Hiện tại thì Nam đang là nhân viên bán hàng của cửa hàng xe máy Head Honda Tân Tiến 2, có địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cù Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Cửa hàng bên Nam nằm ở khu vực thành phố Cù Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha anh chị. Những anh chị nào mà ở gần khu vực này có nhu cầu muốn mua xe đó, thì cứ nhấp vào phần mô tả video sẽ ra thông tin liên hệ bên Nam ha. Còn không thì cứ comment để lại số điện thoại của anh chị bên dưới phần bình luận, Nam sẽ liên hệ lại tư vấn cho anh chị. Rồi thì hiện tại Future LED 2024 bên Nam đang có sẵn màu đỏ bánh mâm phiên bản cao cấp nè anh chị, màu đen nhám phiên bản đặc biệt bánh mâm luôn, màu xanh nhám bánh mâm phiên bản đặc biệt, màu trắng bánh mâm của cái phiên bản cao cấp. Ở đây Nam còn có thêm màu xanh bánh căm phiên bản tiêu chuẩn nha anh chị. Thì nói chung xe này là cũng khá là quen thuộc rồi, Nam cũng không biết quay cho anh chị xem cái gì nữa. Bây giờ thì Nam sẽ quay cho anh chị xem màu nào báo giá màu đó luôn ha, như thế thì chúng ta sẽ dễ tham khảo hơn. Thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 6 tây tháng 11 2024 rồi anh chị. Đầu tiên Nam sẽ quay cho anh chị xem cái bản tiêu chuẩn trước nha. Bản tiêu chuẩn là chỉ có một màu duy nhất thôi nha anh chị, đó là màu này, màu xanh Tiger. Và đặc trưng của bản tiêu chuẩn đó là bánh căm thắng đĩa ha. Xe future của chúng ta, bánh căm hay bánh mâm, phiên bản tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt, thắng trước đều là thắng đĩa hết nha. Chỉ là căm với mâm thôi, còn thắng sau đều là thắng cơ hết, chứ không có thắng thắng đầm nha anh chị. Bánh trước không có thắng đầm thắng cơ nha. Ở đây là màu xanh nè anh chị. Đặc trưng của bản tiêu chuẩn là cái bánh căm là cái mặt nạ nó sẽ cùng màu với thân xe, còn bánh mâm thì đặc trưng của nó là mặt nạ là màu đen hết nha. Đó, và bản tiêu chuẩn bánh căm thì chỉ có một màu duy nhất thôi, đó là màu xanh này. Đây, yên đen nha anh chị, dây yên lợp màu đen ha, tất cả các xe khu chờ thì yên màu đen hết nha. Đó, rồi tem chữ nè, ốp sườn phía sau nè, chữ khu chờ 3D nổi nè anh chị. Rồi tay giác phía sau thì sơn màu đen sơn bóng ha. Đó, lò xo phục sau thì sơn màu đen nhám, thắng sau là thắng cơ hết nha, mâm hay căm thắng sau đều là thắng cơ hết. Đèn hậu nè anh chị. Đó, bọc sơn dưới gấp thì sơn màu đen sơn bóng nha. Đây, option bên phải thì cũng như bên trái thôi. Đó, số 125 là động cơ 125 ha, tem chữ phụ trợ. Rồi, hai cái nắp cốp hai bên đó là màu xanh. Đây là xe zin của nhà máy nha anh chị. Bên này không có màu độ, vì thế anh chị cứ yên tâm ha. Đó, yếm ổ khóa nè, yếm ở cổ nè là màu đen sơn bóng nha. Đồng hồ đây. Đó, những nút bấm cơ bản của xe nè, khóa là khóa cơ nha. À, rồi thì báo giá cho anh chị tham khảo. Thì chiếc future bản tiêu chuẩn bánh căm thắng đĩa màu xanh này thì hiện tại bên Nam đang bán ra mức giá là 34.700 nha. 34.700.000. À, bánh căm thắng đĩa ha, một màu duy nhất là màu xanh. Rồi, tiếp theo đó là màu trắng nha anh chị. Đây. Màu trắng về khá là nhiều ha. Nguyên bản của nhà máy là chỉ có trắng như thế này thôi nha anh chị, trắng đen ha. Và trắng là bánh mâm, không có bánh căm ha. Những trường hợp mà bánh căm là người ta độ lại thôi. Và đây yên là yên đen nha anh chị, không có yên đỏ ha. Nhiều anh chị khách hàng hỏi là có yên đỏ không, yên đỏ là về lợp lại màu đỏ thôi mới có thôi, còn không người ta làm sẵn cho anh chị. Nhưng mà khi mà đổi màu thì anh chị lưu ý về vấn đề làm giấy ha. Đó rồi, có nhiều anh chị hỏi Nam là có phu chờ thái không. Anh chị nào lý giải giùm Nam cái từ phu chờ thái, Nam cũng không hiểu nữa. Phu chờ là phu chờ, còn quay thái là quay thái anh chị, còn phu chờ thái thì Nam lần đầu tiên Nam nghe đó. Không có anh khách vào cửa hàng hỏi có phu chờ thái không. Đó rồi, phu chờ màu trắng bánh mâm, nguyên bản của nó là nắp cốp hai bên màu đen nè, yếm ổ khóa, yếm bờ cổ màu đen ha. Tay dắt thì cũng sơn màu đen sơn bóng luôn nha anh chị. Đây. Đó, tem chữ nè. Tất cả các xe, tất cả các phiên bản thì cái tem chữ future này giống nhau hết ha, 3D nổi nha. Đây. Thắng sau nè, thắng cơ nè, lò xo sơn đen nhám nè. Đó, đèn hậu nè. Nó hơi ngược nắng, hơi chói xíu anh chị thông cảm nha. Đó. Rồi, tem chữ nè. Đó, yên màu đen nha. Còn ví dụ như anh chị đi mua chiếc future này mà nó là không phải trắng đen mà nó trắng đỏ thì anh chị phải hỏi là có làm giấy được không nha. Đó, tại vì trong giấy nó sẽ để là trắng đen. Rồi đó, rồi em sẽ báo giá luôn ha. Thì chiếc future led màu trắng bánh mâm thắng đĩa này là giá cao nhất luôn đó anh chị. Ngày hôm nay thì bên em đang bán ra với mức giá là 37.200 nha, 37.200.000 future màu trắng bánh mâm thắng đĩa. Rồi tiếp theo đó là bản đặc biệt ha, màu xanh nhám với màu đen nhám đây anh chị. Đây. À, màu xanh này thì khá là nhu ha. Còn anh chị nào thích đen nguyên con á, thì mua con này đen nhám nha. Bản đặc biệt này nó cũng là bánh mâm thắng đĩa, nhưng mà nó nước sơn của nó là sơn nhám nha. Ví dụ như màu xanh này á, là nó xanh nhám, màu đen này á, là đen nhám. Đó. Rồi đèn là đèn led hết nha anh chị. Đó, mâm đĩa đây.
vỏ là có ruột hết nha. Heo dầu của bản đặc biệt thì nó sẽ sơn màu vàng nha anh chị, còn bản cao cấp nè màu đỏ nè, với màu trắng thì con heo dầu nó sẽ sơn màu xám ha. Rồi mức tiêu hao nhiên liệu lướt qua cái cho anh chị xem luôn, 1,47 lít trên 100 km ha. Nói về thông số lý thuyết thì con số này đối với dòng xe phụ trợ nó là chùm rồi, không có xe nào vượt qua mặt nó nữa hết trơn. Rồi đây ốp sườn phía sau nè anh chị, đó tay dắt nó không sơn màu đen sơn bóng nữa mà nó sơn màu đen nhưng mà sơn nhám nha. Rồi chiếc bên đây là màu đen nhám nè anh chị, đó yên đen hết nha. Con này nói chung là giống như đen nguyên con, nó chỉ có cái nắp cốp hai bên là nó màu vàng thôi đó, về mà chúng ta dán đề can màu đen nữa là đen nguyên con luôn á. Rồi cái xe Future LED 2024 cái bản đặc biệt cái màu xanh nhám này với cái màu đen nhám thì bên Nam bán bằng giá với nhau nha anh chị. Bên Nam đang bán ra với mức giá là 36 triệu 200 nha. 36 triệu 200 ngàn. Rồi tiếp theo đó là màu đỏ nha anh chị. Đây màu đỏ phiên bản cao cấp bánh mâm thắng đĩa. Nó là bánh mâm ha. Anh chị mua phụ chờ màu đỏ mà bánh căm thì người ta đổi bánh thôi, hoặc là về làm lại thôi. Đó. Rồi đèn đuốc mặt nạ nè, bánh mâm là mặt nạ màu đen nè. Nam đang nói về vấn đề xe zin của nhà sản xuất nha. Còn vấn đề mà anh chị mua về anh chị độ lại bánh căm hay là độ lại khóa thông minh hay là như thế nào đó thì cái đó chúng ta độ lại thôi. Còn nguyên bản của nhà sản xuất thì nó sẽ như thế này nha anh chị. Tất cả những cái màu này bên Nam nó đều là màu zin của nhà máy hết nha. Đây tất cả các phiên bản lò xo đều là sơn màu đen sơn nhám nè, gấp bọc sơn đều là màu đen sơn bóng nè, thắng sau đều là thắng cơ hết nha. Đây góc này anh chị sẽ dễ thấy hơn nè. Rồi hai cái nắp cốp hai bên là màu đen nè, yếm ổ khóa yếm mở cổ màu đen nè, khóa cơ nè, đồng hồ thì đồng hồ cơ luôn. Nguyên bản của nhà sản xuất là nó sẽ như thế này. Rồi thì cái dòng xe Future chờ màu đỏ bánh mâm thắng đĩa này thì bên Nam đang bán ra mức giá là 36 triệu 700 nha anh chị. 36 triệu 700 ngàn màu đỏ bánh mâm thắng đĩa. Anh chị lưu ý ha, tất cả giá xe Nam báo nãy giờ nè là đã bao gồm VAT hết rồi nha anh chị, nhưng mà chưa bao gồm biển số nha. Những anh chị nào mua xe cửa hàng bên em và đăng ký thuộc về ngoài tỉnh Đồng Tháp, xuất hóa đơn gì địa chỉ ngoài tỉnh Đồng Tháp thì giá này Nam giao anh chị chiếc xe và nguyên bộ hồ sơ gốc của xe về anh chị tự đăng ký biển số nha. Tại vì ngoài tỉnh thì bên em hiện tại thì chưa có người làm chứ không phải là không làm được. Rồi nếu như anh chị nào mua xe cửa hàng bên em và đăng ký thuộc về các huyện nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp nha, ví dụ như huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười, huyện Lấp Vò, huyện Tam Nông gì đó vân vân, miễn huyện là được nha, nằm trong khu vực tỉnh Đồng Tháp thì giá Nam báo nãy giờ bao anh chị ra tới biển số cầm trên tay không phát sinh thêm tiền. Lưu ý là giá xe được báo vào ngày 6 tây tháng 11 2024 mà có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm nha anh chị. Ví dụ chiếc xe này 34 triệu 700 ngàn. Đó, anh chị cầm đúng số tiền này đăng ký về huyện, ví dụ như huyện Cao Lãnh chẳng hạn, huyện Lấp Vò đó, cứ đúng 347 lấy chiếc xe này về ra tới biển số cầm trên tay, không phát sinh thêm tiền ha. Nhưng mà anh chị lưu ý là giá xe được báo vào ngày 6 tây tháng 11 và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm nha, chứ không cố định. Ví dụ như anh chị muốn biết giá tại thời điểm anh chị mua như thế nào, giá cả nó có thay đổi lên xuống gì không á, thì anh chị vui lòng liên hệ Nam. Thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả của video nha. Có nhiều trường hợp là giá xe nó lên thì khách hàng la Nam quá trời luôn, mà nhiều trường hợp mà giá cả nó thay đổi mà theo chiều hướng xuống á, không nghe khách nói gì chứ. Rồi trả góp anh chị, tiếp theo là trả góp nha. Trả góp thì đối với dòng xe Future này anh chị đưa trước số tiền tối thiểu nha, tối thiểu tầm khoảng 8 triệu trở lên là có thể lên hồ sơ trả góp được. Thủ tục thì chỉ cần duy nhất cái căn cước công dân bản gốc đủ 18 tuổi trở lên và không bị nợ xấu nha. Những trường hợp bị nợ xấu thì hên xui nha anh chị. Khung góp thì linh hoạt ha, nó sẽ dao động từ 6 tháng nè, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng nha. Thì cái này tùy theo anh chị chọn. Nếu mà anh chị mua trả góp mà anh chị trả trước 30% tổng giá trị lăn bánh của xe về nơi anh chị đăng ký, ví dụ như anh chị mua xe về cái huyện nào tỉnh nào đó, 30% tổng giá trị lăn bánh của xe thì sẽ nhận luôn cà vẹt gốc ha, giống y hệt như chúng ta mua tiền mặt. Còn nếu mà dưới 30% thì chúng ta sẽ nhận cà vẹt photo công chứng mộc đỏ, vẫn lưu thông hợp lệ bình thường ha. Khi nào hoàn tất hồ sơ hết, thanh lý hợp đồng hết rồi thì công ty tài chính sẽ gửi anh chị lại các cà vẹt gốc. Còn anh chị trả trước 30% trở lên tổng giá trị của xe thì sẽ nhận luôn cà vẹt gốc nha, lưu ý ha. Còn anh chị nào quan tâm chi tiết hơn về giá xe, về màu sắc, về trả góp như thế nào, trả trước bao nhiêu còn lại bao nhiêu, thì anh chị vui lòng liên hệ Nam. Thông tin liên hệ bên dưới phần mô tả của video nha. Nam sẽ tư vấn kỹ hơn, còn không thì cứ comment để lại số điện thoại, Nam sẽ điện lại cho anh chị nha. Xe hiện tại thì về gần như là đủ màu nha anh chị, có sẵn giao ngay hết nha. Nguyên bản của nó là chỉ có là chìa khóa cơ thôi nha, không có khóa thông minh. Sẵn giải cấp cho anh chị xem. Khi mà báo giá anh chị, báo giá dòng xe Future này có nhiều anh chị nói trời ơi giá trên trời, trời ơi giá này để chân luôn, giá này để chạy luôn.
À, có nhiều anh chị cũng có nói là ổn sao giá cho em rẻ hơn chỗ anh chị nhiều vậy mà sao mua, tại vì bên Nam thì chỉ bán tại cửa hàng thôi chứ không có nhận ship xe nha, anh chị nào đến cửa hàng được thì Nam mới bán được, à, còn ship xe thì bên Nam không có nha anh chị, anh chị lưu ý giúp Nam ha. À, và lưu ý là giá xe thì mỗi một khu vực và mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau chứ nó không có giống nhau anh chị, à, vì thế là anh chị cứ tham khảo tỉnh A tỉnh B tỉnh C gì đó, cảm thấy giá bên Nam ok được liên hệ năm sau hỗ trợ cho anh chị, còn cảm thấy giá mà chưa được đó thì coi như là xem video để giải trí nha, hoặc là tham khảo thêm thông tin về dòng xe voucher này đó, chứ giá đâu có thể nào so sánh, giá tỉnh A với tỉnh B nó phải giống nhau được. Đó, thị trường ví dụ em nói đơn giản, thị trường chỗ nào xe nhiều thì giá nó sẽ thấp lại, thị trường chỗ nào xe ít đó thì nó sẽ giá cao lên anh chị, thì đó là cái mẹo mà Nam để ý trong cái quá trình bán xe thôi đó, thì nói chung thì giá cả mỗi nơi mỗi khác mà, anh chị cứ tham khảo thoải mái, được thì liên hệ nó hỗ trợ, không được thì coi như xem video giải trí nha, cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng rất là nhiều. Đó, xe bên Nam thì có sẵn giao ngay nha, xe về cũng khá nhiều nha anh chị. Đó, giá thời điểm này nó giảm hơn so với thời điểm trước nếu như anh chị nào có theo dõi video của Nam, và tất cả những cái màu này là màu zin của nhà máy nha, à, đỏ nè, à, đen nhám, xanh nhám, trắng và xanh bánh căm nè, đó là đều màu zin của nhà máy hết. Và lưu ý là có nhiều anh chị khách hàng hỏi Nam là mua màu trắng bánh căm thì chỉ đổ bánh mới có thôi, cái nhà máy đâu có sản xuất bánh bánh căm đâu, màu trắng đâu, chỉ có duy nhất cái màu xanh này mới có bánh căm thôi, thì đó là cái cách nhận biết. Còn ví dụ như anh chị chấp nhận ở cái xe này tôi biết bánh mâm đó nhưng mà đổ bánh căm tôi chịu thì ok ha, còn ví dụ như nói xe đó xe zin của nhà sản xuất là không đúng nha, đó, Nam chỉ cung cấp cho anh chị cái thông tin đó thôi, còn quyền quyết định là của anh chị, tại vì tiền của anh chị thì quyền quyết định nằm trong tay của anh chị, thông tin trong video của Nam chỉ mang tính chất tham khảo thôi ha, chứ không phải ở đó nói vậy rồi phải nghe vậy, không có nha anh chị. Đó. Rồi thì nói chung là tất cả thông tin về chiếc xe này, à, anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam, khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp ha. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về dòng xe mới nha, cũng như là về giá xe nè, về trả góp nè. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về dòng xe mới nha, đặc biệt là về giá xe để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.